Trân trọng, kính chào khán giả của VTV xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ tư 18 tháng Giêng năm 2023. Thưa quý vị, trong vụ rớt máy bay ở bên Nepal hồi đầu tuần này thì ngày hôm nay ông Ned Price là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là có hai công dân Mỹ và hai thường trú nhân của Mỹ có bị thiệt mạng trong tổng số 72 người bị giết chết. Uh, trong cuộc họp báo sáng ngày hôm nay ông Price cho biết là chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin là cái chuyến bay của hãng Airlines rớt vào cuối tuần vừa qua mà làm cho 72 người thiệt mạng trong đó có hai công dân Mỹ và hai thường trú nhân của Mỹ tức là tổng cộng bốn người mà có hai người công dân thôi uh, ông Price cho biết là Hoa Kỳ tiếp tục uh, ủng hộ và trợ giúp Nepal trong cái việc mà tìm kiếm những người uh, bị nạn cũng như là trong cái thời điểm khó khăn này mà Hoa Kỳ có thể làm được chuyến bay của hãng Jetty Airlines bay từ thủ đô Kathmandu uh, của Nepal tới thành phố uh, uh, trên đường bay tới dạ thành phố Pokhara uh, uh, có đó, đó có phi trường quốc tế thì bị rớt trước khi đáp xuống phi trường vào ngày chủ nhật tất cả 72 người trên đó bao gồm 68 hành khách và 4 uh, nhân viên phiên đoàn ở uh, chết uh, và cái máy bay này rớt ở cái vực sâu là cách bề mặt đất tới khoảng 300 m. Ở uh, trong số này có ba trẻ em và ba trẻ sơ sinh trên chuyến bay. Uh, chúng ta biết rằng là Nepal là một đất nước mà nằm trên dãy núi Himalaya Sơn một trong những cái điểm cao nhất trên thế giới. Mà khi rớt thì rớt trong cái vực thẳm ở trên cái núi đó, cái vực thẳm đó cách cái bề mặt trên là 300 m và bây giờ người ta vẫn gặp rất là khó khăn trong cái chuyện mà uh, cứu uh, uh, lấy những cái xác người cũng như lấy những cái mảnh vụn của máy bay thì uh, ngoài những người Nepal và người Mỹ thì các thế giới chức cho biết là các hành khách khác cũng uh, thuộc uh, nhiều quốc gia nước ngoài ví dụ như Ấn Độ, Nga, Nam Hàn, Ireland, Úc, Argentina và Pháp. Đây có lẽ là đa số những người đi leo núi. Để ta biết là cái điểm mà cái núi Himalaya là cái núi mà nhiều người thích đi lên đây leo núi cũng như đi uh, du lịch ở trên này và Nepal là nước đất nước nhỏ mà nghèo nhưng mà họ sống nhờ chủ yếu là nhờ du lịch và đa số khách du lịch đây là dân đi leo núi và thường họ leo núi như Himalaya Sơn họ thường đến Nepal và từ đây họ đi lên cái đỉnh núi Everest trên dãy núi Himalaya Sơn. Nên kinh tế của Mỹ trong tháng 12 có một dấu hiệu tốt chúng ta biết là lạm phát vẫn còn cao ở Mỹ nhưng mà cái mức độ tăng nó bắt đầu nó nó tăng chậm tức là nó giảm. Thì hôm trước tôi có đưa tin quý vị là cái nói chung là nó chỉ còn có 6.3, 6.4% mà thôi. Ngày hôm nay Bộ Thương mại Mỹ cho biết là cái mức bán sỉ trong tháng 12 tại Mỹ là chỉ có 6.2%. Như vậy là nó thấp hơn so với tháng 11. À, và như vậy là thấp hơn so với tháng 12 của năm ngoái. Tháng 12 năm ngoái là nó khoảng 7.3%. À, xin lỗi quý vị so với tháng 11 coi như là 7.3%. Và cái thời điểm mà tăng cao nhất hồi năm ngoái đó là vào lúc tháng 3 năm ngoái nó là 11.7%. Và như vậy tính chung qua lại đó là từ tháng 11 qua tháng 12 là nó giảm là 0.5%. Đó là theo cái con số của Bộ Thương mại sáng nay đưa ra. À, ừ, tuy nhiên cái mức lạm phát này vẫn còn cao và người ta tin rằng trong những ngày tới uh, ngân hàng liên bang sẽ tiếp tục à, tăng lãi suất nhưng mà không biết là họ tăng như thế nào, hôm trước họ tăng chấm 75%, sau đó họ cũng tăng nhưng mà tăng ít hơn là tăng chấm 50%. Thì à, trong những ngày tới có lẽ là họ tiếp tục tăng để mà giảm bớt lạm phát nhưng mà mức độ như thế nào thì còn tùy có thể là chấm uh, 25% hay giữ nguyên chấm 50%. Còn à, tháng trước đó Tức là tháng 12 đó cái giá xăng đó mà so với lại tháng trước đó cũng giảm đi 13.4% so với tháng 11. Như vậy là tháng tính qua đến ngày thứ tư ngày hôm nay đó giá trung bình một gallon xăng ở Mỹ chỉ có 3.36 đô la mà thôi. Đó là theo cái hãng bảo hiểm AAA cho biết như vậy. À, so với cái mức cao mà nhất là hồi giữa tháng 6 năm ngoái là tên 5 đô la một gallon. À, thực phẩm thì cũng là đây đang nói về giá xỉ nha là giảm nhiều nhất là giảm tới 1.2%. Trong đó đặc biệt chẳng hạn như rau ráng, trái cây và gà, thịt gà đó. Chỉ có một cái một cái, cái thứ mà thực phẩm mà không tăng à, không giảm mà tăng đó là trứng. Thì chúng ta biết là trong những ngày qua nếu quý vị nào đi chợ, đặc biệt là chợ Costco thì vô coi như là không có trứng. Lý do là bởi vì nó bị cái cái cái, cái cúm avian flu cúm giống như cúm gà vậy đó À, thành ra là có nhiều trại uh, gà họ phải giết những con gà Thành ra thiếu gà để trứng Cho nên uh, giá trứng trong tháng 11 tính vào tháng 12 nó lại tăng tới 25% Thế trong các mặt hàng đều giảm ngoại trừ trứng Đó, đó là cái uh, con số mà Bộ Thương mại Mỹ đưa ra sáng nay Sáng nay ở tại thành phố Davos ở bên uh, Thụy Sĩ uh, Diễn ra cái uh, gọi là Hội nghị Kinh tế Thế giới Thì bà Janet Yellen Bộ trưởng Tài chính của Mỹ đã có cuộc gặp bên lề với lại ông... Uh, Phó Thủ tướng Lưu Hạc của Trung Quốc à, bàn với nhau về các vấn đề liên quan đến vấn đề gọi là song phương Trong đó có vấn đề khí hậu, kinh tế và quan hệ song phương à, Khí hậu thì thưa quý vị à, hiện nay Trung Quốc vẫn chưa mặn mà với Mỹ trong cái chuyện này Mặc dù trước đây ở cái hội nghị khí hậu COP26 thì họ có hứa Nhưng mà đến COP27 thì ông Tập Cận Bình không đi dự và nhất là sau khi bà Nancy Pelosi hồi tháng 8 năm ngoái đang là chủ tịch Hạ viện có thăm Đài Loan thì làm cho Trung Quốc bực mình và họ ngưng các cuộc đối thoại về khí hậu với Mỹ. Thì bây giờ bà Janet Yellen đang tìm cách nối lại cái này. Thứ hai là vấn đề kinh tế thì chúng ta biết là còn nhiều cái trở ngại trong vấn đề thuế của thời Tổng thống Donald Trump mà hiện nay thì ông Biden chưa dám dỡ bỏ là bởi vì sợ cái sự chống đối của cử tri Mỹ. Còn vấn đề song phương thì hơi khó khăn là bởi vì sao ở trong những ngày qua giữa Mỹ và Trung Quốc có tiếp tục có nhiều cuộc đối đầu mà không giảm ví dụ như vừa rồi ở Hạ viện Hoa Kỳ đã bầu ra được cái chủ tịch Hạ viện là ông Kevin McCarthy mà ông phải nhượng bộ rất nhiều trong đó có nhóm bảo thủ thì sau đó Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thành lập có ủy ban mà gọi là xem xét để đối phó với Trung Quốc cái cuộc bỏ phiếu này được hầu hết bên tất cả Cộng hòa ủng hộ và hầu hết bên Dân chủ ủng hộ hành đa nó sẽ là có cuộc đối đầu mạnh mẽ giữa Quốc hội Mỹ và Trung Quốc trong những ngày tháng tới. Cho nên cái về cái vấn đề quan hệ song phương rất là khó. Nhưng mà tin cho biết là trong những ngày tới, bà Janet Yellen nhiều phần sẽ đi thăm Trung Quốc và có thể gặp ông Tập Cận Bình để nói chuyện cụ thể hơn. Còn riêng cái chuyến thăm mà của ông Anthony Blinken là Ngoại trưởng Hoa Kỳ được dự trù qua cái thỏa thuận mà ông Tập Cận Bình nói chuyện với ông Joe Biden ở hội nghị G20 ở Bali, Indonesia năm ngoái đó. Thì cũng trong năm nay vào đầu năm thì có thể ông Anthony Blinken đi Nhưng mà với tình hình này thì không biết là ông có đi được hay không Bởi vì hai bên đang rất căng thẳng Nhưng mà bà Janet Yellen đi thì có lẽ là họ chủ yếu về kinh tế Nhưng cũng có thể là bên chính quyền Biden gửi gấm bà này Nhiều khi là phụ nữ họ lại nói chuyện ngoại giao có thể là tìm cách tháo gỡ như nào đó Chúng ta sẽ chờ xem Kinh tế Hoa Kỳ nói chung là không đến nỗi tệ lắm nhưng mà riêng cái mặt trận mà riêng cái lĩnh vực mà kỹ thuật đó thì không có khả quan. À, công ty Microsoft, một trong công ty lớn hàng đầu của thế giới và của Mỹ, hôm nay cho biết là họ sẽ cắt giảm 10.000 công nhân trong tổng số 200.000 công nhân của họ, tương đương khoảng 5%. Đó. Cái lý do mà họ cắt giảm là bởi vì công ty này dự trù sẽ có thể có suy thoái kinh tế trong những ngày tới, đặc biệt là uh, cái tình trạng mà ở Mỹ ngày hôm nay và ngày mai thì uh, Ừ, hạ viện Hoa Kỳ cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát với lại tòa bạch ốc và bên thực viện cho dân chủ kiểm soát vì họ chưa đạt được thỏa thuận làm sao có nâng cái trần nợ nước Mỹ hay không và nếu không nâng trần nợ thì lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ sẽ bị vỡ nợ và cái này sẽ ảnh hưởng đến mọi nơi ở Hoa Kỳ cũng như thế giới và ảnh hưởng các công ty lớn như Microsoft chúng ta biết là những các hãng lớn như Microsoft là Google là Apple là Exxon là những cái hãng mà có cả ngàn tỷ đô la và họ là các công ty đa quốc gia thành ra khi mà kinh tế Hoa Kỳ mà có vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng thế giới và ảnh hưởng tới họ. Hình như ra Microsoft và là sẽ cắt 10.000 uh, nhân viên trong những ngày tới. Một vụ rượt đuổi xe ở bên Nebraska khá lý thú xảy ra hôm thứ hai vừa rồi. Uh, và cảnh sát bắt hai người đó, cái tài xế là một cô gái 13 tuổi rồi chở thêm một cậu uh, con trai 11 tuổi ở trên xe. Chuyện này xảy ra thành phố Shelton, tiểu bang Nebraska. Cảnh sát cho biết là cô bé này 13 tuổi là cư dân Colorado à, bị bắt ở trên xa lộ I-80 sau cuộc rượt đuổi. Mà có lúc cô chạy tới hơn 100 dặm một giờ. Cảnh sát cho biết ban đầu cô chạy chỉ có 35 dặm một giờ thôi. Thì lái cái chiếc Nissan Pathfinder gần thành phố Kearney Thì cảnh sát thấy lái loạn quạng, cảnh sát mới chặn lại nhưng mà xe này bỏ chạy. Và cảnh sát dí theo và bắt đầu xe tăng tốc độ sau đó cảnh sát phải dùng cái 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 gọi là stop stick đó, tức là cái nó là cái bộ phận mà họ quăng ra đường nó có những cái gai đó để làm cho cái chiếc xe cái cái vỏ xe cán lên và chạy không được thì chiếc xe mới chạy chậm lại và sau đó ra khỏi cái một cái ngã ra thoát ở ngã tư và cảnh sát thoát hai người này không chống cự gì cả họ khám thì cũng cũng tìm thấy trên xe có một khẩu súng một ít cần sa và dụng cụ ma túy trên xe bây giờ họ không biết là có phải cô này hút ma túy Hút cần hay là dùng ma túy mà cố gọi là bị gọi là, uh, lái xe kiểu đó 13 tuổi lái xe chạy hơn 100 dặm một giờ và uh, cuối cùng thưa quý vị ở bên Việt Nam chúng ta biết là sáng ngày hôm nay uh, quốc hội Việt Nam đã họp và bỏ phiếu chuẩn thuận cho việc ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức chủ tịch nước và bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định để cho bà Võ Thị Ánh Xuân hiện đang là phó chủ tịch nước làm quyền chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu chủ tịch mới. Theo dự trù vào tháng 5 này thì Quốc hội mới có khóa chính thức và từ giờ lúc đó người ta dự trù sẽ là một cuộc đấu đá ngoạn mục để giành cái ghế này. Mặc dù cái ghế chủ tịch nước trước đây nó chỉ được coi là biểu tượng mà thôi nhưng mà thời gian sau này được coi vẫn được coi là cái ghế quyền lực số 2 ở tại Việt Nam sau ghế tổng bí thư. Thì uh, tin tức trong nước cho biết là trước khi họp, trước khi bỏ phiếu thì ông Nguyễn Xuân Phúc có đọc bài diễn văn và sau đó thì thưa quý vị ở 465 trong tổng số 482 đại biểu bỏ phiếu đồng ý cho ông thôi chức chủ tịch nước. Bây giờ báo chí nước ngoài bắt đầu họ mới kiểm điểm những ứng cử viên nào à, có thể được gọi là bổ nhiệm vào cái chức chủ tịch nước trong cái khóa học tới đây hôm qua chúng tôi nhiều chương trình cũng nói rồi ờ, có thể kịch bản thứ nhất là không tìm được người nào thì ông Nguyễn Phú Trọng tổng thư đảng cộng sản Việt Nam có thể kiêm nhiệm giống như ông đã từng làm cái chuyện này hồi năm 2018 khi mà ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước lúc đó bất ngờ chết. Trường hợp thứ hai là bây giờ họ để cho bà Võ Thị Ánh Xuân tạm thời. Nhưng mà đến tháng 5 phải bầu người khác. Thế thì bây giờ bầu người nào? Thì nếu không bầu được người nào ấy, thì là có thể là ông trọng sẽ kiêm nhiệm còn nếu bầu thì những ai thì những cái cá nhân mà người ta nhắm tới người ta đang đồn đoán là có thể là ứng cử viên thì về nguyên tắc tất cả các ủy viên bộ chính trị bây giờ còn 16 người thôi trừ ông trọng trừ ông chính là thủ tướng trừ ông vua đình huệ là phụ là chủ tịch quốc hội trừ ông võ văn thưởng là thường trực ban bí thư ra thì còn lại 12 người 12 người đó đều có thể làm chủ tịch nước nhưng mà nói thế thôi Thực chất đó, như người nào có khả năng và vây cánh như nào Đó là cái điều mà chúng ta đáng chú ý Thì đầu tiên người ta nói nhiều nhất Đến là ông Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an Nhiều phần ông này sẽ được cất nhắc lên Và đề cử chuẩn thuận làm chức chủ tịch nước Điều này đã từng xảy ra trước đây Khi ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng Công an Và lên chủ tịch nước nhưng mà nó có cái kẹt là nếu ông Tô Lâm vô thì trong tứ trụ sẽ có tới hai ông tướng công an. Bởi vì ông Phạm Minh Chính, thủ tướng bây giờ ông cũng từng là trung tướng công an nhưng mà nếu kịch bản đã xảy ra người ta bảo là có một kịch bản nữa là ông tô lâm vô thì sau đó ông phạm minh chính về vườn bởi vì nhiều tin đồn trong những ngày qua cho biết là phạm minh chính cũng đã nộp đơn rồi và có thể là sau ông phúc này sắp tới sau tết sẽ là tới ông chính hoặc là ông chính đi trước khi mà có chủ tịch mới hoặc là sau khi có chủ tịch mới và nếu ông chính đi và nếu có chủ tịch mới rồi lúc đó ông chính mới đi thì lúc đó trong bộ chính trị vẫn trong bộ tứ trong tứ trụ vẫn chỉ có một người công gốc công an đó là trường hợp ông tô lâm nhưng mà nhiều người cũng nói là ông tô lâm hình như cũng không thích cái chức này bởi vì nắm cái bộ công an thì nó vẫn ngon hơn quyền lực hơn và lại ông trọng cũng đang cần ông tô lâm ở đó để tiếp tục công việc đốt lò bởi vì ông tô lâm đã hoàn thành xuất sắc cái công việc trợ giúp ông trọng đốt lò qua các, các cuộc điều tra các vụ đại án đó nhưng mà nếu ông tô lâm không ngồi vào trong tứ trụ thì ông lâm ông tô lâm không có cửa hoặc rất khó có cửa để lên chức tổng bí thư cái chức mà cao nhất mà có thể nói là các chính trị gia Việt Nam đều mơ ước. đó, đó trừ trường Tô Lâm. Một người thứ hai người ta nhắc đến nữa là có thể là ông Đại tướng Phan Văn Giang hiện đang là Bộ trưởng Quốc phòng. Thì nếu mà bây giờ đó trong số 16 ủy viên bộ chính trị còn lại đã có 5 người là công an rồi. Chỉ có hai người quân đội thôi. Thì có thể ông Trọng hoặc là cả Đảng Cộng sản Việt Nam cân bằng quyền lực của hai nhóm quân đội công an họ có thể đưa ông Phan Văn Giang lên làm chủ tịch nước. Tức là trong bộ chính trị cũng chỉ có hai người là quân đội, nhưng có một người nằm trong tư trụ. Đó. Chuyện này cũng đã từng xảy ra trước đây vào thời ông Lê Đức Anh là đại tướng bộ trưởng quốc phòng. Nhưng mà trước khi lên chủ tịch nước thì Lê Đức Anh vào làm thường trực ban bí thư một năm rồi mới lên chủ tịch nước. Mà điều đó không có nghĩa là phải đi qua đó, có thể là họ đưa luôn cả ông Phan Văn Giang lên cái chức chủ tịch nước luôn đó là trường hợp thứ hai đây cũng mới chỉ là những cái nhận định của các chuyên gia nước ngoài thôi trường hợp thứ ba có thể là bà trương thị mai bà này đang là trưởng ban tổ chức trung ương có thể đưa bà này vô là bởi vì trong cái tứ trụ đang khuyết đang thiếu một nhân vật nữ chúng ta nhớ cái nhiệm kỳ trước là có bà nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội cái nhiệm kỳ này không có phụ nữ nào ngồi trong tứ trụ đó thành ra có thể đưa bà mai vào để mà cân bằng vấn đề giới tính với lại việt nam bởi vì phụ nữ việt nam cũng nắm vai trò quan trọng ở trong nước thì phải không? đó và lại bây giờ bà là trưởng ban tổ chức trung ương cũng là cái ban mà được ông trọng chú ý giống như ông phạm minh chính trước đây là trưởng ban tổ chức trung ương đi cái phát vèo cái lên thủ tướng luôn thì tại sao bà này trưởng tổ tổ ban, ban tổ chức trung ương không lên chủ tịch nước được tức là cái chức trong thứ chục đó. đó là ba người còn lại những người khác như ông võ văn thưởng thì đang ở chức thường trực ban bí thư thì không ai nghĩ là ông sẽ qua làm chủ tịch nước bởi vì nếu mà đưa ông đi lại, là phải kiếm một người khác nữa thế vào cái chỗ của ông thì hiện nay chưa có còn những người khác nữa thì chẳng hạn như ông Phan Văn, ông Phan Đình Trạc, ông họ, ông Trần Cẩm tú, những ông ở trưởng các cái ban khác hay là ông thậm chí có cả những ông ít ai để ý như ông là Nguyễn Hòa Bình, tránh án toán nhân tướng cao hay là ông Nguyễn Xuân Thắng là trường đảng hiệu trưởng trường đảng Nguyễn Đại Quốc, Đại Khái, cũng có thể lắm mình không biết được nhưng mà những người đó thì ít ai để ý nhưng mà cũng có thể là họ lên thì dù ai lên chăng nữa thì rõ ràng bây giờ tháng Giêng cho đến tháng 5 là ngày quốc hội họp chính thức sẽ có một cuộc đấu đá chính trị dữ dội để giành cái ngôi thứ hai cao nhất trong đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ ghi vào chương trình kỳ sau.